Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sanity Shop. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tính năng DHCP Snooping và cách cấu hình nó trên các dòng switch Cisco. DHCP Snooping là một tính năng bảo mật thuộc lớp 2, hoạt động giống như là một firewall giữa các server DHCP, giúp chúng ta có thể ngăn chặn được các cái DHCP server giả mạo ở trong mạng. DHCP Snooping là một tính năng chuẩn quốc tế, do vậy thì các bạn có thể cấu hình nó trên tất cả các thiết bị hỗ trợ. Trong video này thì mình sẽ sử dụng switch Cisco trên PNet Lab để demo cho các bạn. Nó sẽ chỉ khác nhau về mặt cấu hình thôi, còn hoạt động thì tương tự nhau. DHCP Snooping thì hoạt động dựa trên VLAN, do vậy khi cấu hình các bạn cần phải kích hoạt trên từng VLAN hoặc trên tất cả các VLAN đang có trong mạng. Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hoạt động của DHCP trong mạng trước nhé. Ban đầu khi mà một thiết bị kết nối vào mạng, nó sẽ gửi ra một bản tin DHCP Discover ra toàn mạng. Khi đó thì toàn bộ các cái thiết bị trong LAN sẽ đều nhận được. Tuy nhiên chỉ có những cái thiết bị có bật tính năng DHCP Server sẽ xử lý cái gói tin này và phản hồi lại một gói tin khác là DHCP Offer. Còn lại các thiết bị khác nó sẽ drop gói tin này. Gói tin DHCP Offer sẽ chứa thông tin địa chỉ IP và các option khác mà các bạn cấu hình trên DHCP Server. Địa chỉ IP này sẽ là địa chỉ IP chưa được sử dụng trong mạng. Tuy nhiên nếu trong mạng có nhiều DHCP Server, thì các DHCP Server này đều gửi các gói tin DHCP Offer. Khi đó thì client sẽ chấp nhận gói DHCP Offer đầu tiên mà nó nhận được, bất kể đó là server nào, và phản hồi lại một gói tin DHCP Request với thông tin IP mà DHCP Server đã gửi xuống. Cuối cùng là DHCP Server sẽ gửi lại bản tin ACK để xác nhận chứa các thông tin IP mà hai bên đã trao đổi. Sau đó client có thể sử dụng IP đó để mà giao tiếp trong mạng. Như vậy thì sẽ có một vấn đề lớn đối với DHCP. Trường hợp đầu tiên là nếu có một hacker nào đó giả mạo một DHCP Server trong mạng của bạn, với gateway chính là router của hacker. Khi đó thì toàn bộ traffic đi ra sẽ qua router hoặc qua switch của hacker, và hacker này có thể đọc được toàn bộ dữ liệu của người dùng. Nếu các thông tin nhạy cảm như là dữ liệu nội bộ này, hoặc là các cái thông tin giao dịch bị lộ ra ngoài thì sẽ rất là nguy hiểm. Trường hợp 2 là trường hợp nó rất hay xảy ra, mà thường thì là do vô tình thôi. Đó là cái trường hợp mà một nhân viên trong phòng ban nào đó mang một cái thiết bị router Wi-Fi vào cắm trong mạng để sử dụng Wi-Fi cá nhân. Nhưng vô tình thì router Wi-Fi đó nó đã được enable DHCP lên và họ cắm dây mạng vào cổng LAN, nên DHCP server này sẽ cấp ngược IP vào mạng LAN của các bạn. Khi đó thì những cái thiết bị nào nhận được IP từ bộ router Wi-Fi này đều mất mạng. Và nếu tại các địa điểm như bệnh viện hay các nhà xưởng có nhiều tòa nhà thì chúng ta sẽ rất mất thời gian để mà tìm ra. Như vậy thì cái tính năng DHCP Snooping sẽ giúp chúng ta giải quyết được cái vấn đề này. Ý tưởng của DHCP Snooping là dựa vào các gói tin DHCP mà mình vừa kể trên. Ban đầu client gửi ra các gói tin request là dạng broadcast tới toàn LAN. Sau đó thì các server sẽ trả về gói offer. Khi đó trên switch chạy DHCP Snooping sẽ chia các port role là trust và untrust. Chỉ có các cổng trust mới cho các gói tin DHCP offer đi qua. Như vậy thì các DHCP server giả mạo trên các cổng untrust sẽ không thể cấp ngược được IP vào mạng, do gói tin DHCP offer sẽ bị drop ngay trên switch. Các bạn chỉ cần cấu hình cổng nối lên DHCP server của mình là cổng trust là xong. Còn lại mặc định các cổng khi bật DHCP Snooping lên thì các cổng đều là untrust. Sau đó switch sẽ lưu lại một bảng DHCP Snooping Database. DHCP Snooping Database cũng có thể được sử dụng cho các tính năng như là Dynamic ARP Inspection hoặc là IP Source Guard để tăng bảo mật cho mạng. Theo nguyên lý thì các switch sẽ drop gói tin DHCP Offer đi qua cổng Untrust, nghĩa là ban đầu các gói tin Discover sẽ vẫn gửi ra toàn mạng. Tuy nhiên thì trên switch Cisco hành vi sẽ khác. Các switch được bật DHCP Snooping sẽ chỉ chuyển tiếp gói tin Discover ra các cổng Trust ngay từ đầu. Do đó thì nó ngăn chặn các DHCP server giả mạo nhận được ngay từ đầu. Như vậy thì nó sẽ tối ưu được cả traffic trong mạng, giúp giảm đáng kể các cái gói tin DHCP Discover. Ok, về cấu hình của DHCP Snooping thì rất là đơn giản. Mình sẽ cấu hình luôn trên mô hình này. Mình sẽ cấu hình DHCP server cho VLAN 1 trên switch core này.
Tất cả các suite mình đều đang để mặc định thuộc ở VLAN 1. Mình sẽ cho hai PC nhận IP qua DHCP. Cả hai PC đều nhận IP bình thường từ core switch. Giả sử bây giờ mình có một DHCP khác trong mạng, mình sẽ cấu hình trên switch hacker này. Trong thực tế thì nó thường là các bộ router Wi-Fi mà người dùng lắp vào. Mình sẽ cấu hình cho nó cấp một dải mạng khác. Bây giờ khi mà các PC nhận IP thì nó sẽ nhận ngẫu nhiên giữa hai server này. Server nào gửi lại gói DHCP offer trước thì các PC sẽ nhận IP từ server đó. Mình sẽ để hai PC nhận IP. Các bạn có thể thấy PC đã nhận ngẫu nhiên IP. Có lúc nhận IP từ hacker, có lúc nhận từ switch core. Vấn đề này chúng ta không control được do nó phụ thuộc vào đường truyền mạng, server có đang xử lý nhiều gói tin hay là không, vân vân. DHCP server nào mà gần client hơn hoặc tài nguyên còn nhiều hơn thì khả năng cao sẽ cấp IP cho client đó. Trong trường hợp này thì mình sẽ bật DHCP snooping cho VLAN 1 trên switch access này và cấu hình cổng E0.0 là cổng trust, còn các cổng khác mặc định sẽ là untrust. Khi đó thì chỉ switch core kết nối với cổng E0.0 của switch access mới có thể gửi gói tin DHCP offer qua. Các bạn cũng có thể giới hạn số lượng gói tin DHCP trên các cổng mạng bằng lệnh IP DHCP Snooping Limit Rate. Sau đó là số lượng gói tin DHCP được cho phép trên 1 giây. Nó sẽ được tính bằng packet per second. Cấu hình này có thể giúp các bạn phòng chống được các trường hợp tấn công làm cạn kiệt DHCP. Các máy tính của hacker hoặc các máy bị nhiễm virus sẽ liên tục gửi các yêu cầu DHCP lên server, làm cho cạn IP trên server hoặc làm cho server bị quá tải. Khi đó các máy tính khác trong mạng LAN sẽ không nhận được IP nữa. Các bạn có thể tính dựa trên số lượng client trong mạng nhân với lại số lượng gói tin DHCP, sau đó tính dư ra thêm khoảng 1/3 nữa để dự phòng. Mình sẽ không cấu hình limit rate trong lab này. Giờ thì các PC sẽ chỉ nhận được IP từ switch core cấp xuống thôi. Trên các switch bật DHCP snooping thì các bạn có thể show được thông tin về client bằng lệnh show IP DHCP snooping. Bảng này nó sẽ có sự khác nhau giữa các switch. Bảng này có thông tin về MAC, IP, loại là DHCP Snooping, VLAN 1 và cổng của client là E0.2. Mình sẽ bật debug trên switch access để các bạn xem hành vi xử lý trên switch Cisco nhé. Mình sẽ cho PC 12 nhận lại IP.
Ban đầu Swiss sẽ nhận được một gói tin DHCP Discover từ cổng E02 là cổng nối với PC12 với mắc đích là Broadcast. Gói tin nhận được từ VLAN 1 nên nó sẽ được chuyển vào VLAN 1 và sau đó nó chỉ gửi gói tin qua port E0.0 là cổng Trust. Switchcore nhận được sẽ gửi lại gói tin DHCP Offer qua cổng E0.0 với các thông tin IP. Nó là cổng Trust nên sẽ được switch cho phép và đẩy qua cổng E0.2 cho PC12. Và cuối cùng thì switch sẽ binding địa chỉ IP và port E0.2 với các thông tin của client. Thông tin này sẽ được sử dụng vào các mục đích khác nhau để chống các loại tấn công liên quan đến giả mạo ARP, giả mạo IP, v.v. Như vậy chúng ta vừa ngăn chặn được các server giả mạo, vừa giảm được các gói tin DHCP Discover trong mạng. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể kết hợp DHCP Snooping cùng với nhiều tính năng bảo mật khác để ngăn chặn việc giả địa chỉ IP hoặc MAC để lấy cắp thông tin trong mạng. Mình sẽ làm tiếp các cái video liên quan đến DHCP Snooping trong thời gian tới. Ok, như vậy chắc các bạn cũng đã hiểu về DHCP Snooping và cách ứng dụng nó vào trong một mô hình cụ thể rồi đúng không? Nếu các bạn có bất kỳ góp ý hay là thắc mắc nào thì cứ để lại comment bên dưới để mọi người cùng nhau trao đổi nhé. Và nhớ like, share cũng như là subscribe để nhận thêm những video mới nhất từ ZenCityShop nhé.